Top 4 con giáp có Tết Nguyên đán rực rỡ từ tình cảm tới tiền bạc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo và đen đủi vào thời điểm khác. Không ai biết có thể được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là những con giáp này biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Năm Canh Tý 2020 đã dần kết thúc, các bậc thầy tử vi chỉ rõ rằng thời điểm đầu năm 2021 được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với bốn con giáp này. Thời điểm này, bốn con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Đây được coi là thời khắc may mắn, hiếm hoi và là lộc Tết trời ban riêng cho bốn con giáp này. Tất cả đều nhờ được tử vi, phúc tinh cao chiếu, thần Phật giúp đỡ và hỗ trợ. Vì vậy, họ gặt hái được rất nhiều tiền bạc. Có thể nói, đây là may mắn, thành công viên mãn. Đây là thời cơ, phúc lộc vô biên, thần tài gửi đến lộc đầu năm. Vậy bốn con giáp này là bốn con giáp nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Tý. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Tý dường như không còn ý nghĩa. Dịp Tết Nguyên đán này, con giáp tuổi Tý khá thảnh thơi, không phải lo nghĩ gì nhiều vì cuộc sống của họ khá suôn sẻ. Có được tâm thế tốt như vậy cũng là vì mọi khía cạnh của cuộc sống của bản mệnh lúc này khá như ý. Cuộc sống của bạn đại cát đại lợi, không chỉ nhân duyên tốt đẹp, kết giao được vô số bạn tốt, còn có thêm các cơ hội đầu tư, thu lợi. Nhưng bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên tham công, tiếc việc. Không ít người tuổi Tý có chuyện tình cảm vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí có hỷ sự về hôn nhân. Thời gian trước Tết, hai gia đình đi lại gặp gỡ để bàn tính chuyện cưới hỏi trong năm mới. Trong công việc, vốn là người chăm chỉ, luôn có mục tiêu rõ ràng nên sự nghiệp thăng tiến nhanh. Càng về những ngày nghỉ Tết, không gian càng phát triển, không ngừng, được mở rộng. Thế nhưng có thể bị ngắt quãng trong những ngày nghỉ. Do đó, người tuổi Tý nhớ duy trì nguồn năng lượng này cho cả những ngày ra Tết nữa. Không những thế, người tuổi Tý là một trong những con giáp nhận được nhiều tiền thưởng nhất. Người làm chủ sẽ có được dự án đầu tư thu về lợi nhuận lớn. Để có thể gặp nhiều lợi nhuận và may mắn, tuổi Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Tý đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Đồng thời đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. 2. Tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn,
Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Nhưng việc người khác không làm được thì tuổi Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần là một trong những con giáp có Tết Nguyên Đán rực rỡ nhất, vì từ đầu năm họ đã xây dựng quyết tâm rằng bản thân sẽ tự tạo cho mình có cuộc sống thật ý nghĩa bất cứ là ngày nào trong năm. Những ngày cuối năm, con giáp tuổi Dần đã thấy rõ ràng cuộc sống của mình thuận lợi đủ đường, từ hợp tác, thi cử, xin việc, mưu sự có thể được quý nhân giúp đỡ. Nhưng bên cạnh đó cũng vấp phải không ít cạnh tranh nên bản mệnh cũng cần nỗ lực và kiên trì hơn. Có thể thấy niềm vui của dịp Tết năm nay của tuổi Dần đang tự kinh doanh, đó là việc buôn bán vô cùng hùng phát, lợi nhuận tăng cao, còn người làm công ăn lương có thêm số tiền thưởng cuối năm không nhỏ. Những cặp vợ chồng tuổi Dần thời gian này hậu thuẫn cho nhau rất nhiều, từ việc làm ăn cho tới việc quan hệ với họ hàng đôi bên. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng lúc này được cải thiện và ngày càng bền chặt. Thế nhưng, người tuổi Dần độc thân cho dù nhận được tín hiệu tốt từ đối phương nhưng cũng nên từng bước chinh phục nửa kia, không nên nóng vội mà sôi hỏng, bỏng không. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét, luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, về bề ngoài luôn toát lên khí phách, oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, họ còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Dịp Tết âm lịch năm nay, con giáp tuổi Thìn dù không phải vất vả hay nỗ lực nhiều, nhưng vẫn có được những ngày Tết như ý khiến không ít người phải ghen tị. Thực ra để có được ngày Tết 2020 an vui thì bạn đã chủ động chuẩn bị mọi thứ từ tiền bạc cho tới việc chăm sóc các mối quan hệ từ lâu lắm rồi. Người làm công ăn lương có vận trình tương đối ổn định, dù bản mệnh có cơ hội được cấp trên chú ý nhưng vẫn khó nắm bắt được cơ hội thăng tiến, cho nên bản mệnh cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân. Ngoài ra, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn sẽ ngày một hạnh phúc khi bản mệnh chú tâm hơn trong việc cải thiện mối quan hệ hiện tại. Bạn không quên tặng những món quà ý nghĩa cho nửa kia của mình, như là cách để chăm sóc, làm mới tình yêu của hai bạn. Những ngày cuối của tháng cuối cùng của năm mới của con giáp tuổi Thìn cũng rất thuận lợi cho việc hợp tác và mở rộng kinh doanh. Vì thế, đừng vì tâm trạng muốn nghỉ mà bỏ lỡ chúng. Có thể chỉ cần một tuần thôi cũng đủ giúp bạn thu về nguồn lợi nhuận đáng kể. Vậy nên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ mà lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho con đường công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu là một trong những con giáp có Tết Nguyên Đán rực rỡ nhất, vì ngày ngày cận Tết thì bản mệnh càng có thêm một vài cơ hội để kiếm thêm nguồn thu phụ. Không ít người kiếm được số tiền đáng kể vào tuần cuối cùng trước khi tới Tết, đảm bảo cho ngày Tết được sùng rỉnh chi tiêu. Để thành công hơn nữa thì cần biết tranh thủ mọi cơ hội sẵn có để thu bộ tiền, nếu biết tận dụng những ngày cận Tết để buôn bán những món đồ theo xu hướng của Tết 2021. Đó được xem là bước khởi động
tạo nên nền tảng tốt để đảm bảo bạn là con giáp may mắn năm 2021. Những ai làm công ăn lương được quý nhân tương trợ nên có thể phát huy được năng lực và tài năng của mình trong công việc, hứa hẹn nhận được khoản tiền thưởng kha khá, mang về mừng tuổi và biếu ông bà, cha mẹ. Nhìn chung trong công việc, bạn thu xếp được mọi thứ diễn ra an toàn, suôn sẻ để an tâm, nghỉ trọn vẹn những ngày Tết mà không có chút vướng bận. Con giáp tuổi Dậu đang độc thân, có cơ hội làm quen với người khác giới và hai người có những buổi hẹn hò khá lãng mạn. Thế nhưng một điểm đáng lưu ý là sẽ bị người khác cướp mất cơ hội nếu không biết chấp lấy thời cơ. Do đó bạn nhất định phải trân trọng cơ hội đang có này. Ngày Tết cũng đừng quên nhắn tin, gọi điện chúc mừng người ấy. Vậy nên người tuổi Dậu hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!